Rài thứ ba, lô rài Mikati kỳ 111 giữa tay vợt ông rài Trương Hữu Trọng và đài chủ Nguyễn Tấn Long. Đây là cái trận có thể nói là trận chốt đỉnh của lô đài Mikati trong đợt công đài lần này. Tức là Trọng cũng đã thắng 5 lần và Tấn Long cũng đã thắng 5 lần. Lần này hai tay vợt đã gặp nhau. Một, hai. Ô! Rất tỉnh. Nhiều hả? Thủ set 1 thì Trọng đã thắng là tỷ số 11-7.